Hello, Phạm Duy xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong cuộc sống của chúng ta thì có vô vàn kiến thức đúng không các bạn? Thì video ngày hôm nay Phạm Duy sẽ phân tích cho các bạn biết ý nghĩa về cái chiếc muỗng đơm cơm. Xin mời các bạn theo dõi video nhé. Các bạn hãy chú ý trên màn hình nhé. Đây là hai chiếc muỗng đơm cơm của nhà Phạm Duy. Các bạn thấy sự khác biệt của nó không ạ? Sự giống nhau của nó là các bạn thấy những chiếc hạt ở trên cái muỗng bới cơm này nha các bạn. Đó là điểm giống nhau, và khác nhau là chỗ hình dạng này các bạn. Các bạn nhìn thấy ở phía đuôi là nó khác nhau này. Cái phía tay trái của Phạm Vinh là nó có cái lỗ, phía tay phải là không có nha các bạn. Vậy ý của nhà sản xuất muốn gửi đến chúng ta điều gì? Bây giờ Phạm Vinh sẽ giải thích cho các bạn biết trước về cái đuôi của hai cái muỗng này. Chiếc muỗng đầu tiên này, các bạn nhìn xem nó có một cái lỗ này. Ý nghĩa của cái lỗ này là sao? Thì theo Phạm Vinh á, là cái lỗ này này các bạn, để nó chia vạch cho những người mà chẳng hạn như trẻ em này, nó mới tập nấu cơm với các bạn, nó chưa biết lượng nước là bao nhiêu này các bạn nhìn xem. Thì người ta có chia ra ở mức mức thấp nhất ấy, dưới vạch này này là các bạn, đó chính là nấu cơm nước hơi khô nha, và nằm ngang giữa tâm ấy là tức là mực nước cơm vừa ăn. Mà mực nước nằm trên cao là cơm nhão nha các bạn, người ta chia cái tiêu chuẩn hết. Và cái muỗng đâm cơm phía bên tay phải của Phạm Nhi này, muỗng thứ hai cũng vậy. Ở đây ấy là cái mức vừa ăn này các bạn. Đó, khi mà các bạn đo vạch nước từ mặt nước trong nồi cơm ấy, vạch nước mà ngang cái mức đây là vừa ăn này, mà thấp hơn ấy là cơm bị cạn, cao hơn bị nhão nha các bạn. Các bạn không tin thì Phạm Nhi sẽ làm thử các bạn xem cái chén nước này giống như là cái nồi cơm nha các bạn. Bây giờ Phạm Vinh sẽ đặt vào này, các bạn chú ý này, các bạn nhìn thấy không ạ? Bây giờ nó đang ngang quạch mức này, đây là mức cơm vừa này các bạn, vừa ăn này đó. Và ở cái muỗng này cũng vậy, khi các bạn đặt xuống này đó, vừa ăn thì mình sẽ nằm giữa không các bạn, giữa cái lỗ này đó. Còn nếu mà mực nước vượt qua cái lỗ ấy, là cơm nhão, còn nếu mà vượt thấp như thế này ấy, là cơm khô nha các bạn. Đó, ý nghĩa của cái đuôi muỗng đâm cơm là như vậy các bạn. Và đối với cái muỗng này nó có cái lỗ này là đỡ chi, khi các bạn nấu xong thôi các bạn treo lên này, treo vào mấy cái móc sắt ấy các bạn, cái bằng móc lên này đó. Và bây giờ ấy, vì sao nó có những cái hạt như thế này thì Phạm Vinh sẽ giải thích cho các bạn xem nha. Nhìn vào nồi cơm này các bạn, thì nhà sản xuất họ sản xuất ra nồi cơm ở các bạn á, trên quanh nồi cơm của chúng ta này các bạn, nó có những cái hạt giúp cho chúng ta nấu cơm ăn sẽ ngon hơn nha. Cho nên đỡ hạn chế khi những cái hạt đã bị rơi xuống á, các bạn thường lấy cái miếng rửa chén các bạn chà lên thành, nó sẽ bào mòn những cái hạt đó, sau này chúng ta nấu cơm ăn sẽ không ngon nha. Cho nên nhà sản xuất nó đã sản xuất ra cái quá sấy cơm này, nó có những cái hạt này này là mục đích đó, những hạt cơm mà dính trên thành này, chúng ta có thời kỳ như thế này này các bạn đó. Không, các bạn chà xuống thì nó cọ sát thì hạt cơm trên thanh là sẽ rớt xuống, thì những cái nhựa này nó sẽ không làm cho những cái mảnh kim loại người ta chế tạo ra bám trên cái nâu này để giúp cơm bạn ngon hơn, nó sẽ không bị rớt xuống nha các bạn. Đó, ý nghĩa là vậy. Và cái công dụng tiếp theo ấy là để cho chúng ta xới cơm này đó, những cái hạt này tăng độ ma sát của hạt cơm đó, có thể giúp hạt cơm tách rời rời ra dễ dàng này các bạn. Nếu mà nó làm trơn hết ấy, thì các bạn bới những hạt cơm này nó sẽ không ra rời ra, nó sẽ như thế này này các bạn. Đó, thì đó là ý nghĩa mà cái muỗng đun cơm các bạn. Vâng, thì vừa rồi là một số kiến thức nhỏ nhỏ mà Phạm Vinh đã muốn chia sẻ đến các bạn. Thì các bạn có những ý kiến nào khác thì xin gửi đến bình luận ở phía dưới video nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau ạ.